họa tiết mắt xích ngày hôm nay giá siêu rẻ cho các chị yêu đây ạ. Trời ơi, nhớ đặt liền nha. Livestream này của em giá sốc chưa từng có luôn, 179.000 đồng, chưa từng rẻ như này đúng không? Chị nào mà theo dõi shop thường xuyên là biết em này em đang bán những cái live trước á là sẽ là 350. Ngày hôm nay chị đang chốt đơn cho em luôn nè, 1464 kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi, cùng với 3 lần chia sẻ, giá về tay 179.000 đồng luôn, xuất sắc không với chị coi. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em, đẹp nha, bao chất nha, không phải rẻ là hàng bình thường đâu, hàng vẫn là hàng mới, em bán tại shop vẫn hơn 400. Có điều là hôm nay em cố tình giảm để lấy lượng tương tác thôi. Chị yêu nào vô tình xem trúng like của em đặt liền tay mã số 1464 kèm số điện thoại 179.000. Rẻ quá trời luôn á, em chào chị Lệ Hoa nè. Ở đâu cho mình cái giá tốt hơn được không? Khó lắm mấy chị ơi, thời trang trung niên bây giờ 700-800 ngàn giá thị trường có. Em sale trên like luôn ha, 179.000 thôi. Không những đẹp nha mà hàng còn phải chất lượng nữa. Rồi 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp cho em, hàng mới đủ size. Hàng mới đủ size nha, hàng này không phải hàng sale một hai cái đâu, hàng em mặc là hàng mới luôn, full size ML, XL, 2X luôn nè. Ở đây chị nào dưới 65 cân mình đặt đơn cho em đi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán, lấy mẫu em mang bình luận bên dưới cho em liền, 1464 kèm số điện thoại, nhận ngay cái đồng sơ mi mắt xích luôn. Mình xem cho em là cái mắt xích nó sẽ là dọc theo cái thân người của mình, nên là khi các chị yêu mặc vô nó giúp mình trông thon gọn dáng hơn, nhìn mình gầy hơn mấy ký liền, thon liền đúng không? Đó, cái màu này là auto màu đen là nó đã tôn da gọn dáng rồi, mà còn kèm theo là cái xích dọc nữa. Có túi như chị Trà Vi ơi, 2 túi nè. Đầm này của em là vải chiếc phong bên trong đúp lót không mỏng, và có bay luôn kèm hai cái túi hai bên cho mấy chị yêu này, dễ thương ha, lịch sự kín đáo. Đi chơi mặc được, đi làm mặc mẫu này vô tư, quá lịch sự đâu có mỏng đâu. Hàng là hai lớp rồi còn có cổ nè, có tay nữa nè. Bảo đảm mấy chị luôn, cầm cái đầm trên tay không nghĩ là trăm mấy đâu thật. Bình thường em bán là 350. Những cái like gần đây mấy chị xem là 350 nè. Riêng hôm nay chị nào đặt luôn cho em nha, like này thời gian là 4 phút, em sale luôn 149.000 thôi mấy chị, tranh thủ đặt luôn ha. Có túi chị ơi dễ thương lắm, đặt hàng cho em không bao giờ mấy chị thất vọng. Nhận hàng còn được kiểm tra, em chưa lấy tiền là cho khách xem hàng rồi, 179 là giá, gọi là giá sập sàn luôn á. Em chào chị Ngọc Vân ạ. Dạ ngoài like không sale nha chị ơi, nếu mà qua trực tiếp shop vẫn sẽ hơn 400. Riêng hôm nay chị nào đặt luôn 1464 kèm số điện thoại, đặt ngay trên thời gian like của em, đặt đúng cái livestream này nha, thì giá mới có 179.000 được. Còn ngoài live là về giá cũ hết, chị nào đặt trễ là giá khác đó. Ai muốn mua 179.000 sạc liền mã cho em 1464 kèm số điện thoại, nhanh tay nha, thời gian sale chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi ạ. Chất liệu chiếc phong rất là mềm, chị nạt nhẹ tân nè, hai lớp nha, bên trong có lót tức là hai lớp mà nó nhẹ tân luôn, không hề nặng người gì hết á, đi đứng rất là nhẹ nhàng, thước tha cho em, vải mềm và ít nhăn nữa. Lấy mẫu em mang chút 1464 bên em tư vấn cho mình ha. Chị Ngọc Trân 2XL, eo bao nhiêu shop, eo khoảng 85 cho em đi. Đầm này size 2XL 85, quay đầu cho em mình đặt đơn nha, sau lưng khóa kéo, form dễ thương lắm mấy chị. Mặc gọn người, có dây cột eo không có sợ rộng. Mẫu khác mặc rộng hay là phải mua kèm dây eo hoặc là bóp lại đúng không? Bóp eo lại. Còn riêng cái váy này của em nè, không cần chỉnh sửa thêm luôn. Mặc rộng cái chị chỉ cần cột cái dây lại cho em như em nè, em đang cột phía sau nè. Còn không thì đắt cho em cái đầm phía trước cũng được luôn. Đó là tự khắc cái đầm nó vừa y với người của mình liền mà không cần chỉnh sửa gì cả. Nha hàng có sẵn chị yêu ơi, đặt em giao liền. Có sẵn rồi, 2 đến 4 ngày là nhận đơn thôi. Không phải bây giờ chờ may nha, mà là chờ em tư vấn để em giao hàng. 1464 chúc cho chị Thanh Thanh nè. Chất liệu chiếc phong chị yêu nha, vải mềm mặt mát, giá sale 179.000 nha. Mươi là mẫu váy em đang mặc nha, với chất liệu là von kim tuyến toàn bộ thanh đầm, các chị xem nè, nó sẽ có những cái chấm bi bằng kim tuyến nổi ở phía trên mặt vải luôn, rất là đẹp. Hiện tại thì em đang sale cho mình mức giá sẽ là 249 thôi, giá rẻ nha, bình thường là hơn 400. Nếu bây giờ chị nào đặt luôn cho em ha, 249.000 đồng về tay một em đầm thiết kế mới rồi, có đủ size cho mình lựa chọn luôn, xuất sắc là mấy chị, nó đẹp từ form tới chất luôn á. Ở trên live là nhìn chứ đẹp bằng đầu, còn ở ngoài mình mặc nha, xay nhẹ như này thôi là lung linh lên liền. Tại vì mấy cái chấm bi này là kim tuyến mà, đây là bên ngoài mặc đi tiệc rất là đẹp cho em luôn. Em chào chị Trúc An ha, 1550 chị, mình đừng đặt là cho chị đầm kim tuyến hay là mẫu em đang mặc đang giới thiệu là sẽ chưa được lên đơn nha. Đó, lưu ý giúp em, thấy mẫu nào đẹp mình ưng ý nè, mình chốt ở trên cái livestream luôn, vô tình coi được like nào giá rẻ đặt luôn, tại vì chỉ có trên live mới sale, mà phải đúng cái thời gian em giảm giá như này nè, vô tình coi trúng like này
này mình đặt thì em chốt là 249. Còn khi mà các chị đặt trễ thì sao? Cùng là sản phẩm em mang tại shop vẫn hơn 400.000 đồng. Ngay trên like của em ha, 1550 giá về tay sẽ là 249.000 nha cả nhà. Rẻ không? Ở đâu cho mình một cái đồng trung niên hàng thiết kế mà giá rẻ như vậy, bao giá toàn thị trường luôn. Lấy mẫu em mang chốt 1550 kèm số điện thoại nha chị Ngọc Anh ơi. Mình chưa có mã số thì em sẽ chưa có lên đơn được á, tại vì hơn 1.000 mã rồi. Hiện tại em đã về tính tới thời điểm hiện tại nha là đã hơn 1.500 mã váy. Nếu cái chị đặt hàng không có mã thì em bó tay không biết lấy cái nào luôn. Size L L74 chị Thanh Huyền ơi, 4 size để mình lựa chọn ha. Em này sẽ có cái thiết kế là phần cổ áo được may cắt khoét rất là tinh tế luôn, nhúng xếp ly chân ngực. Những chị nào vào một khiêm tốn mặc em này nó giúp mình trông đầy đặn hơn đó, đầy đặn vần vòng một hơn ha. Còn ai vào vòng một có sẵn rồi, trời ơi, mặc lên là bao đẹp cho em luôn, xuất sắc là mấy chị. Cái kiểu nó đẹp nè, cái chất nó cũng đẹp nữa. Lên form thì lại còn là dáng xòe che khuyết điểm tốt nữa đây. 249.000 là cái giá quá hồi luôn cả nhà ơi. Đặt liền em còn mỗi size đâu đó là khoảng tầm trên dưới 20 đô. Trên dưới 20 đô che mẫu váy này nha, ML XL 2X. Ai nhanh tay em tư vấn cho mình luôn nè, mã sản phẩm 1550 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Sale trên like là 249.000 đồng nha, tranh thủ mình đặt sớm cho em. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được ha. Một đơn cho chị Nguyễn Vân nè, eo chị 82, vậy đặt cho em là 2X đi nha. Eo 82 đến 84 là mẫu này, mặc 2X cho em ok đẹp. Vải đẹp, chị ơi mềm, không ngứa đâu. Toàn bộ đầm kim tuyến, nhìn vài chứ mặc lên rất là êm, thoải mái, không có bị là châm chích hay là ngứa ngáy gì cả. Tại vì bên trong đầm em đắp lót rồi. Bên trong đầm các chị coi, chỉ có cái tay nè là không kèm lót nha. Còn từ vai xuống tầm ngang gối là sẽ đắp lót cho mình luôn. Đó, hai lớp may kèm hai túi, 1550 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Lên đơn chị Lê Nhi mẫu váy đang mặc ha. Dạ đồng này được chị mua tặng đúng không? Đây, đang muốn mua đầm, gọi là mua mặc hay mua tặng gì cũng được. Cái váy này lên form đều đẹp cho em ha, mà còn gọn dáng nữa. Không có sợ là mẫu này là có kén form vận hay không, vì là form váy xòe nên chị nào mang cũng được. Với lại hôm nay em có đủ size cho mình nên là cũng dễ lựa chọn ha. ML XL 2X, 40-65 kênh đều có hàng nè. Riêng em váy này thì cho người hay ấm người mặc cũng đều đẹp cho em nha. Rồi chị Bảo Nghi, một đơn 1550 cho chị size L để chị cũ nhé shop. Ok chị luôn ha. 40-65 cân, chị nào trong khoảng số kiến này thì cứ đặt hàng, miễn sao mình dưới 65 cân rồi eo 85 là cái chị ơi mặc đẹp. Và nhớ là mua trên line này nha, tại vì bên ngoài là vẫn hơn 400, khách nào đặt trên line này em sale còn 249. Chút mã giúp em nè, 1550 kèm số điện thoại, có ngay một em đầm von kim tuyến nè, form xòe dài hai lớp may kèm hai túi nha. Hàng tiết thổ cẩm em mặc đây hiện tại là số lượng còn rất là ít nha cả nhà. Cả một cái đầm xếp ly đẹp cho em, bởi chất liệu là cát thái nha, 199.000 đồng nếu đặt trên live này. Còn khi mà em đã live xong rồi, kết thúc live stream về lại hơn 400 ha, em cho mình hai mức giá để lựa chọn luôn. Chị nào thấy là ok với sản phẩm em mang và thật sự là thích em váy này, muốn mua em này với mức giá 199 thì nhanh tay soạn mã liền, em xem chỉ có 4 phút thôi. 199.000 đồng áp dụng cho khách nào lên đơn trên line đẹp của em, chốt mã số là 1526 và kèm số điện thoại, đơn giản đúng không? Không cần làm gì khó hết, khỏi cần qua trực tiếp shop đó, chỉ cần ngồi ở nhà bật điện thoại lên coi live stream, thao tác trên điện thoại mất khoảng tầm vài giây chia sẻ thôi. Em váy này sẽ có giá là 199.000 cho các chị yêu nè. Đó, chị nào ưng chốt liền nha. Ngoài like em bán là 450 đó, cũng là 1526 mẫu đầm này. Nhưng nếu khách qua trực tiếp shop em thì giá vẫn hơn 400.000. Trong khi này ngồi nhà không cần đi ha, mưa nắng thất thường mùa này cứ ngồi nhà đặt hàng, em giao đến tận nơi luôn. Đầm sơ mi họa tiết thổ cẩm nè, vừa lạ vừa sang mà không đụng hàng luôn. Váy đẹp thiết kế trên từng đầm sẽ có tem bạc nhãn mát đầy đủ cho mình luôn. Và đầm này em may là tới 4 size lận nha. Cái chân váy các chị xem nè, xếp ly nên là nó sẽ rất là rộng luôn. Bụng tròn bụng to là vô tư cho em luôn. Mặc em này là che khuyết điểm rất là tốt, không lo lộ bụng luôn ha. 1526 nha chị Ngọc Như ơi. Đừng đặt là váy em mang nha, phải có mã số chị yêu ơi. Kiểm tra cho em coi đơn hàng mình đặt đúng chưa, chứ em thấy có nhiều chị là chờ hoài không thấy ai chốt, đến khi mà gọi điện cho shop hỏi á, cái đồng đã hết hàng mất tiêu đó. Ưng ý là phải đặt liền cho em nha, đặt sớm là có giá sale nè, 450 có
còn có 199.000 ở trên like hả, mà em sale có mấy phút chứ đâu sale lâu đâu đó. Và hôm nay đặt thì sẽ có đủ size cho mình ha, ML XL 2X, sale trên like là 199.000 nha. Em mặc đây là váy nó màu xanh, họa tiết thổ cẩm này sẽ có tông nền xanh và hoa văn, các chị coi cho em cái màu nó nhã nhặn lắm. Tuy là nhìn nó rất là nhiều hoa văn ở trên đầm nhưng mà hai cái màu sắc nó kết hợp với nhau, mình thấy không, cực kỳ nhã nhặn hài hòa luôn, không hề lòe loẹt xíu nào. Ở bên ngoài nhìn cái màu nó dễ thương lên mấy chị, kiểu như là nó dịu mắt nha, chứ không có phải là cái kiểu mà lè lẹt mặc lên là nổi bần bật là không có đâu. Em này là không quá nổi, chị nào thích gu nhẹ nhàng lấy cái này cho em nha. Xếp ly nè, đây bầu bí mặc được luôn chị ơi, quan trọng là eo thôi, eo đầm 84-85 cho em thì mình chốt nha, chứ còn bụng thì vô tư, bụng là bụng thoải mái cho em luôn ha. Em chào chị Nhật Hạ, chốt 1526 cho chị Nhung Lê nha. Chất liệu là vải cát Thái, em này rất là mềm. Ở đây em mang là đang mang một lớp với cả nhà coi nè, nhưng mà không mỏng. Đây livestream em sao là nhận hàng giống vậy luôn, 1526 kèm số điện thoại là giá trên like là 199, khách nào ưng là phải đặt liền nha. Thời gian 4 phút nha cả nhà, em thấy là còn có tầm 1 phút thôi đó, còn khoảng 1 phút để mình lên đơn thôi, tranh thủ thời gian nè. Chân váy nè, xếp ly xòe cho em rất là rộng luôn, form dài cũng đã phủ gối. Em cao 1m6 nè, không ngắn nha, cỡ này vừa mang cho em luôn, 1526 kèm số điện thoại nha. Sau lưng khóa khéo ẩn nè, chị yêu nào lấy mẫu đầm này đặt luôn trên like, em sale còn 199. Giờ đang suy nghĩ đắn đo ngày mai ngày mốt cái chị đặt hàng, lỡ như nó hết size của mình đó, hết size là không có may thêm nha, hết là bỏ mẫu. Hoặc cái thứ hai là nó không còn giảm giá mà quay trở lại hơn 400, có phải tiếc không? Cùng một sản phẩm nay mình mua hàng là 199, ngày mai mình hỏi lại em, lỡ hết chương trình sale nó quay lại 450 là hơn bao nhiêu tiền rồi. Ngày hôm nay chốt đơn giá tốt quá trời luôn, đã vậy gộp đơn 600.000 còn được miễn ship nữa nha. Khách nào ưng đặt luôn trên like của em, hàng đẹp là từ form tới chất, nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán nữa. Em mặc trên like như nào là nhận hàng 100% giống vậy cho em, 1526 và kèm số điện thoại nha cả nhà. Form váy xòe đặc xuyên thang, không la kén giá nha, 40-65 kênh em có hàng nha. Mẫu váy sơ mi của em còn đúng 3 size cuối và thông báo với các chị luôn là mỗi size nó chỉ có trên dưới 30 đơn thôi, sắp hết hàng rồi ha. Đổi lại thì em sale cho mình cái giá rất là rẻ luôn ha, cả một cái đầm sơ mi nè, đầm van cát cho em 2 lớp 179.000 đồng, mấy chị thấy giá ok chưa, chứ em thấy nó quá hờ luôn rồi đó. Nguyên một cái đầm sơ mi xòe cho em nè, chân váy là sẽ dài qua gối nha, cổ sơ mi có tay form đầm dài và bên trong lúc đó không mỏng luôn. Thì các chị ơi, mẫu này mình mặc đi chơi được, đi tìm được và đi làm mặc vẫn được cho em ha. Hai màu đen trắng kết hợp nè, vừa sang mà không có bị xến, không lo lỗi thời luôn. Rồi 1475 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhìn kỹ cho em là cái mẫu này cái tay dễ thương lắm, phần tay sẽ được may gấp lên. Đây, tay không phải em tự gấp nha, mà nó gấp sẵn luôn, tay áo nó gấp sẵn như này, nhận hàng là y chang em mặc luôn. Đó, gấp lên như này, định hình cái tay rất là xinh nè, vai áo nhúng phồng không sợ chệt luôn ha. Em chào chị Hồng Thắm ạ, chúc giúp em 1475 và kèm số điện thoại nha, sắp hết rồi đó. Bây giờ mà còn suy nghĩ nữa nha, chị nào mà bỏ lỡ thêm cái bộ like này, thêm tầm ngày mai, ngày mốt đó chị yêu hỏi lại. Bây giờ lẻ một size nha, còn đợi thêm 1-2 ngày sau nó lẻ 2 size, 3 size là cái chuyện có thể xảy ra. Đó, tại vì mỗi ngày trôi qua là số lượng thay đổi rồi, không biết trước được là sẽ hết cái size nào tiếp theo. Nên nếu chị yêu nào có thích thì đặt luôn để em tư vấn nha, 50-65 kênh. Nếu bây giờ đặt hàng em vẫn còn 3 size và số lượng rất là ít, 50-65 kênh đẹp giá rẻ, đâu phải là 500-700 ngàn đâu mà phải suy nghĩ. Có 179.000 thôi các chị coi nè, nguyên cả một cái đồng sơ mi còn rẻ hơn là bây giờ đi. 6 là dài qua gối, xuất sắc ha, sau lưng khóa kéo nha. Tại vì em đang mặc cái này là size L á, nó hơi rộng, em phải kẹp phía sau lại nên là không có tiện quay đằng sau mình coi. Đằng sau thì em khóa ẩn bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt phía sau cả. Em chào chị Kim Yến ạ, 1475 chị nha. Sơ mi họa tiết này là caro, họa tiết caro màu đen trắng, chỉ có đúng một màu thôi. Em có rất là nhiều sơ mi mà mỗi mẫu nó lại là họa tiết khác nhau, hoa nè, beo nè, mắt xích nè, rồi thổ cẩm và màu sắc cũng khác nhau luôn. Em này thì họa tiết caro rất là lạ ha cả nhà coi. 1475 kèm cho số điện thoại, sắp hết rồi chị Ngọc Tú ơi, còn đâu mà đợi, hàng mới về gộp đơn, hàng mới mà về là em này cháy hàng liền, em sắp về hàng mới rồi, còn có mỗi size khoảng đâu đó đọc trên dưới cho em.
LXL2X. Em còn có 29 cái size L, 10 size XL đó, 10 size XL và size 2X em cũng chỉ còn 30 cái nữa thôi là chính thức cháy hàng. Không may lại không về thêm, hết là em bỏ mẫu. Chị nào ưng là phải chốt liền nha. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để mình săn sale rồi. Cả một cái đầm sơ mi mà có 179 đặt bỏ qua là tiếc nha. 1475 kèm số điện thoại. Đầm này đẹp chị mới nhận. Cảm ơn chị Ngọc Thu. Có mua được giá rẻ không chị? Tại vì bình thường em này là vẫn hơn 400. Nếu chị nào theo dõi live shop thường xuyên sẽ biết em váy này live trước của em phải hơn 300-400 một váy. Ngày hôm nay shop sale 179.000 luôn, sale tặng luôn, chấp nhận em chốt cái giá này cho mình. Chị đã đổi lấy có 3 lần chia sẻ thôi, lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm ạ. Lấy mẫu em mang trước 1475 và kèm số điện thoại nha. Bên trong đúc lót, mẫu này không mỏng, nó von cát bên trong có lót rồi. Cơ bản một lớp nó cũng không mỏng rồi, nhưng mà kỹ hơn thôi vẫn lót cho cái chị thêm một lớp nữa, để lỡ đi nắng nó cũng không có bị xuyên thấu ha. Lịch sử như này có cửa và đi chơi đi làm đều được cho em. Một đơn cho chị Anh Trần ạ. 1475 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Hai bên tay sẽ may định hình là gấp lên như này rất là xinh luôn. Đó, có cổ nè, có tay và form dài qua gối, đi đâu bận cũng được cho em. Đầu tư mẫu này về là em nói mặc đi làm đi chơi gì cũng được hết, giá rẻ. Ngày hôm nay chốt đơn 179.000, chị nào ưng ý thì mình soạn mã liền giúp em ha. Nhận hàng được kiểm tra chị, chưa lấy tiền cho kiểm hàng rồi, 100% chuẩn mẫu nha. 1475 và kèm cho em cái số điện thoại ạ. Hoa 3D của em đây, trời siêu phẩm với chị. Em không cần giới thiệu, em mới mặc đây thôi là khách đã chốt đơn rồi. Đến ngày hôm nay em còn hai size cưới nha, ML thôi. Tiếc quá thông báo với chị đây lẻ size nha. Chị nào size lớn là không còn hàng. Rồi bây giờ 55 kênh quay đầu em sale luôn 219. Lẻ size thì mình được giá tốt không? Đó, bù lại cho cái chị mình nè. Ai hôm nay mua hàng giảm còn 219.000 đồng luôn. Giá mã số sản phẩm, mã số sản phẩm giúp em là 1523. Chị coi chừng nhầm với cái giá tiền. Mã số là 1523, còn 219 là cái giá tiền nha. Đây size màu vàng cái chị coi nè, form váy xòe dài. Em cao 1m60 thì chân váy cũng đã dài là ngang tầm bắp chân rồi. Thiết kế cho em cổ tròn, tay ngắn, kiểu đơn giản nhưng sang. Đơn giản thôi mà tại cái họa tiết của nó quá đẹp rồi các chị. Em này họa tiết 3D là nhìn xuất sắc rồi, không cần là may cầu kỳ luôn á. Đó, đơn giản nhẹ nhàng cho em mặc không lo lỗi thời nha. Tông nền đen ạ. Em chào chị Hương Thảo nè. Chốt cho em mẫu này trên live mới được sale nha. Bây giờ cùng là mẫu đầm này, mã số 1523, nhưng các chị không mua trên live này đi, mình nào qua trực tiếp shop hay là mua trên một cái live khác chẳng hạn là hơn 400. Em có báo trước nha, tại không phải lúc nào cũng giảm giá. Nhiều khi hai chị khác mua cùng một sản phẩm nhưng mà hai thời điểm khác nhau thì cái giá tiền đã khác rồi. Ngày hôm nay chị nào đặt đơn riêng live này, thời gian sale cho em là 4 phút. Em dành ra 4 phút này để gọi là lấy tương tác thôi ha. Hai size cuối ML nha, 55 cân quay đầu, em mặc là size M, em 50 cân nè, chị đang mặc size M, em dưới 70. Còn chị nào cỡ tầm 51 đến 55 thì mình lên size L cho em nha. Sắp hết rồi đó. Hai size mà mỗi size cũng chỉ có vài chục đơn thôi, giảm còn 219.000 luôn ạ. Ưng ý mẫu đầm em mặc đây, chốt đơn 1523 kèm số điện thoại, shop sẽ tư vấn nha. Xin ha, đã bảo với các chị mình chưa nhận hàng đẹp hơn mong đợi luôn. Ở trên nai mẫu mang như nào là nhận hàng và giống vậy. Thậm chí là khách em còn nói bên ngoài đẹp hơn. Cái mẫu này nè, hoa văn của nó lạ mấy chị. Nhìn vô nha, nó không phải là in đều đều như nhau ha, mà các chị nhìn kỹ á, ở ngoài thực tế nó rõ hơn ha, là sẽ có những cái hoa in nổi rõ và những cái hoa in ẩn mờ bên trong, nên là nhìn nó có cái cảm giác là chiều sâu rất là hút mắt luôn đó. Bao nhiêu khách em nhận đều khen, em này đâu phải là khi không mà best seller đâu cả nhà, có lý do cả. Ai nhận cũng khen hết, kể cả trung niên ha hay là mấy chị trẻ trẻ luôn á, mà thích họa tiết là lạ xíu thì vẫn có thể chốt cái đầm này. 55 cân đổ về cho em, hai size cuối nha, 219.000. Chốt cho chị Phạm Huyền mẫu váy em mặc luôn, 1523 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Sau lưng khóa kéo nè. Em cao 1m60 thì cái mẫu váy này nó cũng dài là tới bắp chân, không có ngắn. Nếu mà thích dài thì mình để nguyên, còn chị nào thích mặc ngắn cho nó trẻ trung thì có thể lên like. Đây, lên like cũng không mất vòng đồng đâu các chị ơi, không sao nha, em may tàn ngang rồi. Dạ không may thêm nha chị Thảo. Bây giờ mà ưng nha, mà không có size vừa là thôi lựa cho em kiểu khác ha. Chứ cần chờ em may thêm cái đồng này là không có rồi. Còn bao nhiêu cái cuối là em dành tặng cho các chị yêu luôn. Đang bán tại shop 450, hôm nay nè sale luôn.
hơn 219.000. Đổi lấy có 3 lần chia sẻ like thôi. Chị nào đang coi được live stream của em thì nhớ đặt đơn liền tay ha. Chốt trên like này là 1523 kèm số điện thoại, mã sản phẩm giúp em nha. Kiểm tra coi có thiếu không. Có mấy chị là toàn là đặt là mẫu đang mang, đồng đang giới thiệu, đó là không chốt đơn được ha. Em mặc đây là 1523 nè, von hoa văn 3D rất là đẹp luôn. Khách em nhận khen hết rồi. Hôm nay mình mua là mua trễ rồi đó. Ngày mai ngày mốt hỏi lại là có khi không còn hàng đâu. Ngày hôm nay sale luôn là 219.000 đồng. Chị nào ưng ý nha, chốt liền cho em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Chị đang trần lấy 1523 ok luôn. 55 cân đổ về thôi nha. Chứ còn 55 cân trở lên là em không còn hàng. Chị nào size lớn mình đổi cho em sang kiểu khác nha. Còn nhiều váy đẹp lắm. Vui trang em tham khảo đi. Hôm nay gộp đơn 600.000 vẫn được miễn ship bình thường. Đó, mua nhiều có lợi nha. Rất tiếc là cái mẫu này em chỉ còn hai size cuối là M và L thôi. Nên nếu những chị nào mà dưới 55 cân mình có thể mua mặc ha. Còn ví dụ không vừa thì mua làm quà tặng cũng được. Tại vì dù sao giá cũng đang sale quá rẻ. 450 sale còn 219 ạ. Chốt đơn giúp em 1523 kèm số điện thoại nha cả nhà. 1556 là mẫu váy em mặc nha. Một em đầm von để cho các chị đạt cho em này họa tiết lạ ha. Chân váy súp ly xè rất là rộng luôn nè. Hiện tại thì shop em còn hai size cuối nha. Hết hàng rồi, mới về luôn. Nằm trên bộ sưu tập mới mà trời, em không nghĩ hết nhanh vậy luôn á. Ngày hôm nay chỉ còn hai size cho các chị yêu thôi là M và L. Rồi bây giờ ha, 55 cân quay đầu hoặc mình đo eo cho em đi. Eo dưới 75 cho em nha. Eo 75 đổ lại cho em là mình chốt đơn mẫu này xinh lắm. Có 279.000 thôi. Mỗi size còn có hai mươi mấy cái à. Hai size của giúp em là ML, mỗi size còn hai mươi mấy đơn nữa thôi nha. Ai chưa có mẫu này chốt đơn liền tay để em tư vấn nè. 1556 và kèm cho em cái số điện thoại. Thiết kế là cổ tim nè, tay ngắn và form váy xòe dài cho em. 1m60 em mang thì sẽ dài là qua gối nha. Đây này tới bắp chân ha. Cỡ này là vừa mang á. Nói chung thì cũng tùy vào cái chiều cao của khách mà đồng nó dài ngắn khác nhau. Chứ không phải là ai mặc cũng y như ai được nha. Nhiều chị khách là thấy em mặc dài thế này, về nhà mặc dài hơn là không chịu, hay là ngắn hơn là không chịu, là không được nha. Mỗi chị là mỗi số đo khác nhau mà. Rồi 55 cân đổ về cho em mình chốt ha. Mình cứ xem em like rồi mình nhắm chừng cho em đi. Xin lắm, có nhân viên tư vấn sai mà em mình ước chừng cái độ dài nha. Chứ còn eo o này kia là có người tư vấn hết ha. Ờ, chị Mỹ Lệ được chị ơi, khoảng 52 cân lấy size L đi chị, hai size ML. Em còn hai size ML họa tiết rất là lạ mắt luôn. Đây một khu rừng cho em, cũng là một dạng họa tiết 3D rất là sang. Tại shop bao nhiêu tiền cả nhà? 450. Bây giờ qua trực tiếp shop em cái mẫu váy này nè, hoa văn khu rừng này nè, 450.000 tại shop. Hôm nay ở nhà coi like 279.000 đồng thôi. Chân váy nè, súp ly xè rất là rộng, bên trong rất rất không mỏng nha. Lên đơn 1556 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đây là cơ hội cuối rồi đó. Có hai mấy đơn mỗi size thôi là thật sự không nhiều. Khi nào mà 200-300 cái mỗi size á mà em sale khoảng tầm 1 tuần 2 tuần là nó cháy hàng rồi nè. Còn bây giờ có 20 mấy cái thì các chị biết rồi, 1-2 ngày sau là sẽ hết hàng ngay. Chị Thùy Trang ơi, mẫu này là đầm von, chị không trừ hao độ co giãn được nhiều nha. Eo 75 cho em đi, size chuẩn. Eo 74-75 đổ lại cho em xin học. Chân váy eo cao. Lúc nào cái chị thấy em may mà có chiếc eo là cũng đều là eo cao hết. Eo trên này ha, đừng đo ngang đúng nha. Ngang đúng là đau bụng rồi, phía dưới bụng nè sẽ rất là rộng luôn. Đó, eo là cho em là eo trên đúng nha. Rồi 279 cho chị Lily nè. 1556 chị ơi, đừng đặt mẫu đang mặc nha, phải chốt mã số. Đồng em mang là 1556 và kèm số điện thoại cho em. 279.000 đồng giá về tay cho các chị ngày hôm nay, vừa đẹp vừa rẻ, hàng bao chất lượng luôn. Nhận hàng còn được kiểm tra trước thanh toán nữa ạ. Lấy mẫu em mang bình luận bên dưới để shop tư vấn nha cả nhà. Giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán nha. Lấy mẫu em mang chút 1556 nè, em chào chị Ngọc Linh ha. Rồi chị Mai Dung, 2XL còn không em? Không chị ơi, không về luôn. Hết hàng luôn rồi nha, bây giờ là còn bao nhiêu cái cuối nè. Sale tặng cho mấy chị luôn, 279. Chứ không có may thêm đâu. Giờ mà ví dụ như hết size, chờ may thêm là cũng không có hàng. Em hết vải rồi, mỗi một hoa văn về có một lần duy nhất thôi. Hết là em bỏ mẫu nha. Rồi lấy mẫu em mặc đây chút 1556 và kèm số điện thoại nha cả nhà. Giá sale sẽ là 279k một màu duy nhất ha. Lên đơn cho chị Hồng Lê mã váy 1556 nè. Còn chị yêu nào chưa có mẫu này của em không, bình luận nhanh tay shop sẽ tư vấn và
chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần, lên trang cá nhân hoặc là lên trang của hội nhóm nha. Đặt đúng thông tin cho em, có mã, có số điện thoại là có đơn ha. Lấy mẫu em mặc trước 1556 à. Chị Liên Trần có đơn nè, 51 cân mình đo eo đi chị, eo dưới 74 là size L cho em. Eo dưới 70 là size M cũng được, còn eo từ 71 đến 74 nha, là lên cho em size L nó sẽ thoải mái hơn ha. Chất liệu là von nha cả nhà.